Đây là hình ảnh nhìn từ trên cao của trung tâm thể thao Jinshan tại Thượng Hải. Tổ hợp thể thao này chính thức đi vào hoạt động vào ngày 28 tháng 8 năm 2007. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp U23 Palestine trên sân vận động Jinshan với sức chứa 30.000 người. Bên cạnh điểm nhấn là sân thi đấu này, thì trung tâm này còn là nơi tổ chức các giải điền kinh 400m tiêu chuẩn. Gọi là tổ hợp vì trung tâm này còn có 7 sân quần vợt, nhà thi đấu thể dục dụng cụ rộng 1.200m2. Hiện tại, trung tâm Jinshan đang là nơi tập luyện của Hiệp hội Bóng đá Thượng Hải và từng đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc giải nhà nghề Trung Quốc. Với quy mô của mình, trung tâm thể thao Jinshan là mô hình chuẩn cho các trung tâm khác hướng tới.